Sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong 2 năm qua đã tác động rất lớn tới các hoạt động chuyên môn của Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam. Trong đó, đáng kể nhất là việc tổ chức các khóa đào tạo trọng tài nhằm có thể sớm tổ chức giải vô địch quốc gia môn trượt băng lần đầu tiên. Khắc phục những khó khăn do dịch bệnh tạo nên, khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia theo hình thức trực tuyến đã khai giảng vào sáng ngày 23 tháng 12 với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Liên đoàn Trượt băng quốc tế. Việc mà chúng ta chủ động trong chuyện có trọng tài là một việc rất là cần thiết, và tiến tới là tháng 7 năm 2022, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam sẽ tổ chức giải trượt băng quốc gia đầu tiên, và khi đó chúng ta đã có được sự chủ động về trọng tài thì mọi sự nó sẽ phát triển cách rất là tốt, và sẽ tương lai là sẽ có những cái khóa học huấn luyện để đưa các trọng tài ra nước ngoài tập huấn nữa. Với đặc điểm của môn trượt băng, đặc biệt là trượt băng nghệ thuật, có nhiều điểm tương đồng với những môn như thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, khiêu vũ thể thao và ballet, nên hầu hết các chuyên gia và huấn luyện viên ở các môn thể thao này hiện đang là thành viên của Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đều tham dự khóa học và dự kiến sẽ trở thành những trọng tài cấp quốc gia ở môn trượt băng sau này. Theo kế hoạch, khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia ở môn trượt băng sẽ kéo dài trong 6 tháng và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm kiến thức nền tảng về chuyên môn, kỹ thuật và giới thiệu về ban giám khảo, cách chấm điểm trượt băng nghệ thuật. Giai đoạn 2 gồm luật thi đấu và phương thức chấm điểm chuyên sâu bài thi trượt băng nghệ thuật. Giai đoạn 3 là thực hành chấm điểm và sử dụng hệ thống phần chấm điểm đối với giám khảo và vị trí nhập dữ liệu. Sau đó, toàn bộ các học viên phải trải qua phần kiểm tra, bao gồm bài thi lý thuyết và chấm điểm thực tế, để được cấp chứng chỉ giám khảo quốc gia. Toàn bộ khóa học diễn ra dưới sự giám sát của Ủy ban Kỹ thuật đơn và đôi của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế.